thầy cũng cũng không có nhận quay phim, nhưng mà ở đây mấy anh em đến đông quá mà thầy tội nghiệp quá, nắng mưa gió bão bùng cực khổ, xa xăm từ Hà Nội vô đây, miền Trung vô đây, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Quảng Nghệ, Nghệ An gì, Thanh Hóa gì, Quảng Trị, Quảng Bình, Đắk Lắk, Kon Tum, Bắc Cạn, Sa Pa, Hà Nội gì quá trời tỉnh, mỗi tỉnh một người hôm nay, rồi Bình Định, rồi quá trời tỉnh luôn, Gia Lai, Đắk Lắk, Kon Tum gì, An Giang, Kiên Giang, Trà Vinh gì, Sóc Trăng gì đến hết. Nhưng mà đừng có sốc nha, làm gì đừng có sốc quá, thầy chịu đựng không nổi, một người có giới hạn, một có mình thầy mà 100.000 người dập vào mình thầy sao tiếp nổi. À, nên là bữa nay cũng thầy cũng cúng dường nhận, bữa nay chúng ta ăn heo quay, bánh mì và uống bò cụng. Đây này, chúng ta giờ tụng kinh nha. Hôm nay thì sẽ thầy sẽ chỉ cho cách rót nước theo kiến trúc của Khai Lan. Thì hôm nay thầy sẽ hướng dẫn cho chúng ta cách thì người Phật tử như thế nào. Thì thường tụng kinh hay tụng kinh là mình rót nước như thế này để Phật tử biết. Còn còn là ta tụng kinh bên Thái Lan á, là ông sư làm, ông sư là chắp tay tụng kinh một hồi, xong rồi Phật tử rót nước về cam lồ, là rót nước để cúng dường. Yakha vali vaha pula puli pulenti sakalang eva me tunang be tanang ubakapati ikitang bay tang tungang kipame vatamisato sape pulento sang kapo chan to banak yaso yakha. Rồi mới chắp hai tay. Aviva kana sili sani chân khu tha vaja yino cha ta lo kham ma wa tham te ayupano sukhang phakalang. Thường thường ta tụng kinh để chúc phúc cho gia đình, cho ai cũng được mạnh khỏe, được bình an, rồi hoặc hợp cúng cho chư tăng. Thì mình nhịn một bữa ăn, một nhịn một miếng ăn để chia sẻ cùng các chư tăng ở trong tù, trong chùa. Thì chùa thì không có làm kinh doanh buôn bán nên không có hoặc hợp để ăn, không có tiền của, thì muốn xây chùa to hoặc lớn cũng nhờ Phật tử và các thí chủ, các lãnh đạo địa phương cũng như nhà vua, chính phủ, thủ tướng chính phủ, chủ tịch quốc hội, thì cũng như nhân dân cùng đồng hành với các bộ công an, bộ quốc phòng. Những lúc mình ăn mình nhớ tới các chư tăng đang khó khăn khổ sở về tiền bạc, xây chùa chạy giấy phép, rồi vất vả gian nan mỗi ngày mỗi tu hành, cần có vật thực, cần có tiền tài để sống. Đối với người tu mà không có tiền thì không thể tu được. Tu là phải các sư phải có tiền, đóng tiền trường ăn học để có trí tuệ, là phải cần có tiền mới mua được kiến thức, mua được trí tuệ, có tiền mới xây được chùa, mới xây được cơ sở, rồi mình có tiền mới làm được giấy tờ, rồi có tiền mình mới sống, mới hạnh phúc và an lạc. Tu muốn su tu thanh tịnh thì cơ sở hoặc vật chất chùa không thiếu phòng ốc, cơ sở bàn ghế đầy đủ, bếp nôi đầy đủ thì chùa không thiếu thực phẩm gì. Thì các thầy lo tu ngày đêm, không có thời gian lo lắng về vật chất cơ sở, thì cái đó là góp phần xây dựng cho nền văn hóa, phong tục tập quán ở chùa chiền cũng như tôn giáo. Thì các chùa là nơi để giáo dục trở thành người tốt, muốn sống hạnh phúc ha, vượt qua khổ đau thì cần phải đồng tiền. Thì giờ ta nói là Bác Hồ dẫn đường chúng ta đi, ngày nào người nào cầm một bác, cầm trên tay một lá Bác Hồ, một đồng tiền Bác Hồ, hình ảnh Bác Hồ, là ngày đó chúng ta no cơm, no áo ấm, tiền tài, muốn có đất đai ruộng vườn vợ con đẹp thì cần phải có cầm Bác Hồ. Và Bác Hồ là người dẫn đường. Bác Hồ là gì? Đồng tiền lúc nào có Bác Hồ thì như là đưa, có tiền dẫn đường. Mà giờ tôi nói là có Bác Hồ dẫn đường cho nó hay, có tiền là dẫn đường, không có tiền không dẫn đường. Thì mình tu mình cần phải có Bác, có Bác thì Bác dẫn đường đi đâu cũng suốt, còn không có Bác thì cuộc đời của mình không có tiền. Chúc quý vị vui vẻ hạnh phúc. Mời các bạn thì ăn miếng, thầy ăn miếng cho vui ha. Thì chúng ta đây là thịt heo quay, khi chúng ta nướng quay ở trong cái lò quay, ngon. Miếng bánh mì thầy ăn mạnh đi thầy. Thầy tụng kinh Bali nghe thầy. Từ đó này trước khi ăn tụng chưa? Đợi mấy rồi đâu có thôi. Thôi vừa tụng xong. Trong nãy giờ quay có quay không? Nãy giờ ngủ gục á. Mình có dưa, mình có thể dưa mình ăn nguyên trái, mình có thì mình chẻ ra thật sự, nhưng mà ăn
ăn trắng từ từ chứ đừng nuốt vô hết luôn, tắm cổ luôn. Cái dưa này nó dài lắm, cái gì ăn phải cắt ra. Cái cúng dường mà chưa tăng ăn một cái trái chuối dài vậy mà cái trái dưa dài gì á, thôi quý vị nghe đo coi bao nhiêu, một gang tay cẩn thận nhưng ăn phải cắt ra, đừng để vậy nuốt ta trong cổ nó lộn tai họng luôn. Ăn đừng suy nghĩ gì nha, nguy hiểm, ăn phải chưa thôi, chưa đã ăn chứ. Rồi chắc quý vị chúc quý vị mua ăn. Rồi thầy đã, rồi chúng ta sẽ cùng nhau hưởng. Rồi lấy cái chén hay cái gì đó đổ vô nè chúng ta. Chắc chia hai phần đi thầy. Không thầy ăn ở cho sư cô đi. Lấy dĩa em. Lấy dĩa cho sư cô. Bà ăn cơ bắp. Cơ bắp phải vui ba, phải lỗ nhiều. Dạ dạ có lưỡi gì á. Cơ bắp hai cục đi. Nhiều lắm ăn hết à. Cái nhỏ thanh niên nào thành vô thầy ăn tự nhiên này ăn trước à, thầy ăn trước, thầy ăn tự nhiên ăn trước đi. Rồi con là mà thấp hơn là phải ăn sau, đúng rồi phải quy định mà rồi. Theo quay đạo Phật á là Phật tử là ngồi dưới đất không được ngồi ghế, và thầy ăn xong rồi các sư thầy ăn xong mình mới được ăn, mà ăn cúng cho chư tăng là 11 giờ đúng, phải có Phật Phật để trên bàn. Rồi khi mưa đất trời cái thầy tụng kinh tới 12 giờ là ăn xong rồi, là chưa tới 1 giờ cấm qua ăn quá 1 giờ. Heo quay ở đây ăn được rồi hả? Ngon hả? Được. Nó quay heo nguyên chất. Cái này là biết ở quyền Củ Chi thầy bước vô cái đường vào chùa có một cái bệnh viện xuyên á là bên thăm chùa. Có một lò mổ heo một ngày trên 2.000 đến 3.000 con heo. Có lò mổ heo tại Củ Chi, hỏi quý vị có coi những tin tức không? Củ Chi là một cái lò hầm mổ heo lớn nhất ở cả nước Việt Nam. Lò mổ heo Củ Chi là một cái lò lớn nhất và có tầm cỡ quốc tế. Và thường thường có heo Việt Nam và heo bên Thái đi đường biển về, có tất cả các loài heo bên Thái nhập cảnh qua hoặc các loài heo nước ngoài đem về. Rồi Việt Nam mình cũng có nuôi rất nhiều. Ăn nó rớt luôn. Từ từ cái này. Cái gỗ nó dài quá. Cái này là heo này họ làm một sáng. Chứ mới nướng là giòn. Cái da heo nó giòn. Heo thường có mấy loại này? Cũng không rành. Nào giờ ăn chay không 20 năm. Giờ mới ăn chay 20 năm. Ăn mặn 20 năm. Giờ phải ăn mặn suốt đời luôn. Bắt đầu từ năm 22 tuổi bắt đầu. Từ 6 tuổi đến 22 ăn chay, từ 22 tuổi cho đến suốt cuộc đời có thể sống mà thọ phải 100 lẻ mấy, còn thọ hơn nữa thì thầy có thể 300 tuổi mà hay mà cũng như là vô sanh bất sanh bất diệt, thầy có thể sống trên 3.000 tuổi. Hiểu không? Hiểu không? Sống thọ nên người muốn thầy sống mau sống chậm, đồ ăn phải sạch sẽ, không độc không hại, không nguy hiểm tới tính mạng thì thầy sống thọ. Còn một giây quý vị hại thầy cũng sẽ đi về cảnh tháp, đâu còn đâu quay phim hoài. Muốn thầy mà phỏng vấn hoài quý vị phải cho thầy ăn ngon nè, sống khỏe nè, có sức khỏe để nói lời nó tốt, tặng những thuốc bổ đồ cường tráng gì á, thuốc bổ thận bổ tim bổ phổi gì đó cho thầy dạy bị chạy uống cho thầy không không giọng. Ngon. Nhưng mà ngon dễ khừng quá. Quá tuyệt vời thôi hả? Quá tuyệt vời. À, thầy ăn xong. Ăn nữa đi thầy. Thầy còn còn nhiều lắm, thầy ăn gần đó. Ngon. Thôi nói với thầy vừa ăn vừa trò chuyện với nó đi. Được. Ăn rồi đo tập trung mình ăn. Để chiều nó hư hâm ngày mai cũng được. Chùa thầy không có đệ tử nên là phải ăn. Thấy thầy ăn ngon miệng kìa mà ăn cũng ít quá thầy. Đúng gọn là mình ăn để cho nuôi cơ thể để mình sống,
chứ không phải mục đích mình ăn no quá cái bụng nó to. Mình ăn đừng ăn no quá, mà mình ăn ngày ăn đêm ăn suốt thì cái mình mập, mập cái bụng to rồi hai đứa khăn khởi mình mập quá lên sông máu xuống sông máu thịt nhiều quá không được, phải đeo người nam phải có mình dây khăn khon, ăn dừa phải kiêng, ăn quá đàn ông hết đẹp, đàn bà không có yêu đâu. Còn đàn ông yêu đàn ông thì cũng phải đẹp chiêu chuốc từ cái mái tóc nè, rồi da phải mịn màng nè, rồi phải đàn ông phải tập tạ nè, có sáu múi nè, rồi phải có sức khỏe để phục vụ. Đàn ông mà thiếu sức khỏe thì không hoạt động được. Rồi thầy làm thêm miếng nữa thầy. Nói ăn rồi chữ không một miếng nữa. Không ăn nữa. Miếng này rất ngon nè. Ăn rồi mời quay. Thì thầy ăn sao vừa bụng thầy thôi. Dạ. Sáng hình như thầy có ăn sáng rồi phải không? Sáng thì ngày nào cũng ăn. Sáng thì thầy ăn đơn giản, có bữa thì ăn bánh mì, có bữa thì ăn cháo, có bữa thì thầy ăn mì gói. Thầy cũng ăn mì gói sáng mơ. Thường thì ngày thầy ăn mấy buổi? Chùa thì còn theo quy tắc á, thầy năm tông quy tắc ăn mặn thì ngày có hai buổi, buổi trưa là hết rồi, buổi chiều là nhịn không được ăn. Các chư tăng là ăn buổi sáng và buổi trưa là kết thúc buổi ăn, còn buổi chiều là mình có ăn nhưng mà ăn kín đáo, đóng cửa là ăn không cho ta thấy. Nhưng mà chiều thầy có ăn nhưng mà vẫn kín đáo rồi. Chiều thì đóng cửa là bỏ cái tủ lạnh gì đó. Mà thầy vô phòng thầy đâu có tủ lạnh đâu bỏ. Chưa mẹ cũng ví dụ như thầy dài bà kết nước ngọt thì thầy mới bỏ vô tủ lạnh được. Đồ ăn cũng cúng là 10-20 kg thầy bỏ ăn, ngày sau thầy làm tiếp thầy ăn. Còn này mua vô đủ ăn trong ngày thì anh đặc biệt ăn mặn nha, không cách đêm. Cái nào ăn phải làm hết, ăn ngày đó không hết là bỏ, chứ không được để qua ngày ăn ngày sau. Theo nguyên tắc của đạo Phật là không được để đồ cách qua đêm. Là khi ăn là ăn hết, còn hết cho người khác ăn rồi mình bỏ, chứ không để ngày mai để hâm lại ăn nữa. Là tại vì Đức Phật nói là ngày xưa những đồ đồ hâm là không sợ là bị đau bụng nè, bị tiêu chảy nè, rồi bị bệnh đột xuất xảy ra. Đồ ăn nó hâm đi hâm lại thì không tốt. Từ khi mà thầy dán miếng giấy đó có ai cúng cho thầy mấy cái thịt động vật không? Không luôn. Hồi chưa dán cũng không ai cúng, mà dán rồi cũng không ai cúng luôn. Mà cũng không ai vô chùa, tại vì chùa thấy đây bạn này không Phật sự cấm vào chùa. Tại thầy đi công tác chứ thuốc á, thầy không có tiếp khách và thầy không có giảng pháp được, thầy cũng không dẫn tụng kinh. Thì còn ở chùa thì chỉ có mấy cụ già để trông coi chùa, và Phật tử đến chùa thì sư cô biết mặt quen thì mở cửa cho vô để tiếp. Còn muốn dọn dẹp thì có đệ tử đây, có người dọn dẹp hàng ngày. Làm gì mà thấy lăng quăng dữ à. Khi mà tới lúc trước á, lúc mà phát hiện cái ngôi chùa mà nhận của thầy á, nhận các thịt động vật á, thì các youtuber đến quay là không có thấy thầy. Đến thì gặp sư cô mà. Sư cô nói thầy nói tại sư cô đến thầy đâu biết rồi, thầy mấy người quay thầy không đâu biết, mà nào giờ thầy đâu biết là nào giờ ăn mặn bình thường mấy ngàn năm nay có ai quay đâu. Tự nhiên hỏi cái năm nay đâu xuất hiện ra, không biết ai xúi dục cho bọn youtuber truyền không, rồi mấy người quay phim thầy cũng biết. Nên giờ thầy cũng ở chùa mà tự nhiên xuất hiện quay thầy nói sao, không lẽ không cho. Thì tốt xấu là do mình hết. Rồi các video có YouTube thì do mỗi người làm cái trang đưa lên. Nhưng mà thầy nói thì chùa thầy cũng đâu có đăng, mà thầy làm sao quay cho thầy được. Thì người khác quay, người khác đăng trang của họ, còn họ không quay thì làm cho thầy một cái kênh mà chùa Hằng Pháp Trung Ương hoặc giáo hội Phật giáo Mai Vinh Campuchia. Thì sau đó thầy bấm vô tên Thích Tâm Phúc, tên chùa Hằng Pháp thì nó hiện cái bài đó lên. Nhưng mà mình phải khói ngày nào thầy ăn nấu bữa nay thịt heo quay, thầy nói hôm nay Thích Tâm Phúc ăn thịt heo quay, rồi cái tại chùa Hằng Pháp Trung Ương. Đừng để gì thầy ăn thịt chó đi đó. Ngày nào mình cúng chó mình để chó, ngày nào cúng gà mình nói gà, ngày nào heo, bữa vịt thì mình để vịt. Đừng có chỉ chó vô, đã nói ra người ta phản cảm chữ chó, mà giờ kêu thầy đừng để chữ chó mà mình cứ để chó hoài á. Giờ mình quất qua heo đi, gà vịt gì đó. Cái thời gian mà xôn xao cái ngôi chùa của thầy á, thầy không có ở đây á, thầy thầy nhớ nè, ở miền Trung thầy nhớ cái cảnh cái Phật tử này giống nó ăn tiết canh sống, ăn cá sống, ăn thịt sống luôn,
nó ăn với mấy cái lá cây gì, mấy cái trái gì đó. Giờ Việt Nam mình có loại, có mấy người mà họ ăn máu sống, uống máu sống, ăn cá sống luôn. Nhưng mà thầy thấy thèm không? Không. Thầy là ăn đồ thầy chín thôi. Rồi ăn lá sung gì đó, ăn thịt cá sống, cá là trái lá sung thầy nhớ rồi. Thầy theo dõi như cái mặt này cũng có ăn thịt gì rồi. Quen. Thầy nhớ rồi. Giờ làm sao quay mấy cái cảnh mà tiệm thịt chó đó. À, một ngày họ làm được bao nhiêu con chó? Ở những con chó là chó làm thịt hay là chó kiển? Không, mà giờ họ ăn là chó chó nhà không nha. Chó nhà khác, chó kiển khác nha. Không phải là chó mà lúc cô cầm thì hay cầu mong những người mà họ chửi thầy nhiều nhất á thì đều họ đến chùa thầy họ cúng dường. Những người nào mà thèm làm thịt chó, tìm thịt chó tài trợ cho thầy, cái đó nó giới thiệu hôm nay tôi bán thịt chó lợi được 100 tỷ, tôi tặng cho thầy 5 tỷ để xây chùa, cái là tiệm thịt chó năm nay tôi lợi được 10 tỷ, tôi cho thầy 500 triệu, thế là tiệm thịt chó nổi tiếng luôn. Nhưng mà chốt lại là thầy có thích ăn thịt chó không? Không, nhỏ lớn quá là khẳng định luôn thầy. Cộng đồng trăm rồi đó. Thì bữa có thằng thì cũng cô Tina, nó là ác nhất, con cái hằng mà nó đưa nó rặn thầy qua, nó kêu ở lại đỡ chơi, cái nó về luôn, cái thầy ngủ qua đêm. Thì hai đêm đâu có gì, cái sáng mai cái thầy đi công chuyện về, cái nó cũng bài với thằng đó làm cái dạ cảnh mà giống như đánh ghen, giống như là biến thái vậy. Tự nó đặt ra nó nói, cũng mà chính con nhỏ đó nó quay, nó kêu thằng đó nói, rồi nó là người quay phim, nên con bé mà con bé Tina để là Tina đó là con nhưng nhỏ mà, đó. Nhưng mà thấy không, cái tin nhắn của thầy lúc đó như thế nào thầy có thể đọc lại cho cộng đồng biết không? Không, thầy không có để gì, thầy nói thôi thầy cũng nghĩ trên đây rồi Phật tử hay là có anh em trai thì lên trò chuyện tâm sự với thầy hoặc nói chuyện cho vui, rồi hoặc là ngủ với thầy cũng được, thì vậy thôi chứ thầy không có rủ ở lên làm cái gì. Mà có làm ai nói vậy, cái quỷ này kỳ cục. Đồng ý rồi ai nói à? Đồng ý rồi ai nói.